Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì buổi tối ngày hôm nay em Thắng tiếp tục lên clip đường nghề hàng bãi cho mọi người ha. Thì mọi người xem nếu mà có mặt sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966924801 nha mọi người. Và có số điện thoại này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả và phần tiêu đề. Rồi thì trước khi đi vào clip thì em Thắng cũng xin nhắc lại hình thức giao dịch bên em. Thì đối với bên em á thì sẽ có hai hình thức giao dịch. Nếu như anh em nào mình chuyển khoản thì em Thắng sẽ bao cái phí vận chuyển về nhà cho mình. Còn nếu như anh em nào mình muốn ship code, nhận hàng, mình thanh toán tiền cho bên giao hàng thì mọi người vui lòng mình thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em. Rồi thì để không làm mất thời gian của mọi người thì em Thắng xin vào mã số 1 của clip ngày hôm nay ha. Rồi, mã số 1 của clip ngày hôm nay thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người một cái kìm cắt ha. Cái kìm cắt này nó đến từ thương hiệu là Nhật Pia, hàng giao dịch nội địa Nhật. Đó. Thì con này nó còn khá là ok nha mọi người. Đó. Có một lỗ tròn để tút dây, lưỡi cắt của mình thì nó còn khá là đẹp. Đó. Đây, đó là cái phần tổng quan của mình nha mọi người. Vỏ thì lành lạnh nha. Đây, đó. Lưỡi cắt còn ngon lành nha anh em. Đó. Đây, mình tút cái điện ha. Tút rồi mình cắt. Đó. Rất là thuận tiện ha. Và con này thì cái chiều dài tổng thể của mình á, mình đo được là 16.5 nha mọi người, 16.5. Rồi nếu mà anh em nào mình thích cái kìm cắt này của hàng Pia thì mọi người cho giúp em mình mã số của mình là mã số 1 nha. Clip này là clip số 37. 37-1, con này 120.000. Rồi tiếp theo mã số 2. Con này thì một cái kìm điện xe bự nha. Đó, con này kìm điện xe bự. Về phần mặt thì cũng hơi rỗ rỗ, có vài cái vết kiểu để lâu ngày nha anh em. Này thì em cũng vệ sinh sơ qua thôi. Con này thì nó đến từ thương hiệu là hãng Mary. Vỏ kìm của mình thì nó không có bị rách. Tuy nhiên thì hàng bãi thì nó sẽ có những cái vết lắm. Đó, không có bị rách nha anh em. Đây, lưỡi cắt khít này, không hở sáng. Đó. Đây, rang kìm nó cũng chung là cũng còn đẹp nha anh em. Đó. Đây. Đó, Mary xe bự nha. Đó, cắt ok nha mọi người. Đó, nhìn thấy không? Tực tực ha. Đó. Đó. Rồi, con này thì cái chiều dài tổng thể của mình á, mình đo được là 22 cm nha, 22 cm. Rồi, anh em nào mình thích cái kìm điện của Mary này thì mọi người chớ giúp em. Con này mã số 2 ha. Mã số 2 con này 190.000. 37-2 nha, 190.000. Rồi, tiếp theo mã số 3. Rồi, mã số 3 thì em Thắng giới thiệu với mọi người một cái sản ha, 100.000. Đó, đây thép không rỉ, chữ Nhật đó nha mọi người. Đó, chữ Nhật đây ha. Đó. Đây. Đó, thép. Ngoại hình của nó nha mọi người. Đó, còn sau thì nó có một cái chui này để anh em mình treo lên ha. Con này thì cái phần kích thước của mình á, bề ngang của mình là được 7.5 cm nha mọi người. Chiều dài 15.5. Bề ngang 5.5, 15.5 ha. Và phần này thì mình đo được 28 cm. Rồi nếu mà anh em mình thích chiếc sẻng này thì mọi người cho giúp em con này mã số có 3 nha, 37-3, con này 100.000. Rồi tiếp theo mình đi qua mã số 4. Mã số 4 của mình là một cây kìm mỏ quả của hãng Pia. Đó, con này thì vỏ rồi còn đẹp nha mọi người. Đó, lạnh lạnh nha. Đó, vỏ thì nói chung là lạnh lạnh này. Mặt kìm bên này thì còn rất là đẹp. Bên này thì nó có vài cái vết oxy. Đó, đây, hàng của Pia nội địa Nhật nha. Đó. Rồi con này thì răng cỏ thì nó còn nguyên đẹp nha anh em. Đó, không có dập gì đâu nha. Đó, size 250. Rồi nếu mà anh em nào mà thích cái kìm mỏ quả này của hãng Pia ha, vỏ đồ làm lại còn đẹp nha anh em, thì mọi người cho giúp em mã số con này, mã số 4 nha. Con này 150.000. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì con này nó đến từ thương hiệu là nhà IBS ha. IBS VDPH 2050. 250 ha. Chiều dài cũng là 25 cm. Rồi con này thì cái phần đầu miệng của mình á, thì nó có một cái miếng nhựa như thế này, để anh em mình kẹp vặt đồ nó không có bị trầy ha. Đó, không bị cắn. Vỏ rồi cũng lành lạnh còn đẹp nha mọi người. Vỏ lành lạnh cũng đẹp. Đó, con này size của mình cũng là 250. Chiều dài là 25 cm ha. Rồi anh em nào mình thích cái cây kìm mỏ quả này, mọi người cho giúp em mã số 5 nha, 37-5, con này 160. Rồi tiếp theo mình đi qua mã số 6. Con này thì 170 của Lotto nha. Đó, con này thì còn đẹp nên em, nước sơn đồ anh em thấy này, là phần xi này rất non rồi ha. Đây.
Luster hiệu tâm hầm nha anh em, 250mm. Vỏ đồ lành lặn nha. Đó, nó có bị xước tí đây ha. Đó, còn vỏ hơi liền lạc. Rồi anh em mình sẽ xem cái phần răng ngầm. Đó, răng ngầm nó còn đẹp nha mọi người, không có bị tè, không có bị tài gì nha. Ừ, còn rất là cao ráo và đẹp. Rồi, anh em nào mình thích cái con này của Luster, mọi người cho chị em mã số 6 nha. Mã số 6 con này 170.000. Rồi tiếp theo mình đi qua mã số 7. Mã số 7 của mình là một cái cây mỏ lết size 375, size bự của hãng Tớp nha anh em. Đây, của hãng Tớp, dấu rít nội địa Nhật ha. Đó, rồi về phần môi ngàm thì anh em cũng đã thấy ha, môi ngàm của mình còn rất là khít và đẹp cho mọi người. Thì người ta đã có qua sử dụng nước rồi nên là nó có le nhẹ thôi, chứ còn môi ngàm cũng rất là khít nha. Và size 375, một size bự của hãng Tớp nha anh em. Đây, đó, một sản phẩm của hãng Tớp size 375. Đó. Đây. Thì đối với những dòng size 375 này á, đó, thì cái độ mới ngầm của mình thì nhớ là như là 45 á, thì để cụ thể thì em sẽ đo cho mọi người nè. Đó, là được 42 nha mọi người, 42.5 43 ly. Đó, anh em mình có thêm mình mở được ốc 43 đến đó về ha. Đây, môi ngầm bên trong anh em thấy không? Còn rất là đẹp nha mọi người. Rồi, anh em nào mình thích cái cây mỏ lết size 375 này của hãng Tớp, mọi người chú giúp em mã số 37-7 nha. Con này 380.000. Rồi tiếp theo mình qua mã số 8. Một cái cây kìm bấm cốt nha anh em. Cây này thì nó đến từ thương hiệu là nhà Izumi. À, Izumi hãng một hãng kìm cốt cũng khá là nổi tiếng nha. Đây, hàng giao dịch nội địa Nhật nha anh em. Đó, thì ngoại hình thì nói chung là nó là hàng bãi nên nó sẽ có những cái vết trai. Đó, vỏ không rách nha anh em. Vỏ không rách. Và con này thì anh em mình bấm được những cốt bự nha. Hai này 2.58 và cốt lớn nhất của mình là cốt 14. Đó, đây. Lò xo rồi hoạt động ok nha anh em. Đó, đây. Rồi cái con này thì bấm cốt 14 nên là nó bự, nó dài nha anh em. Tổng chiều dài của con Izumi này nó dài được là 30cm. Đó, 30cm ha. Đây, anh em mình xem lại phần ngoại hình. Đó. Một cái kỳ bấm cốt của Izumi. Rồi, anh em nào mà thích cái kỳ bấm cốt này, mọi người chú giúp em mã số 8 nha. 37-8, con này 250.000. Rồi, tiếp theo mã số 9. Thì con này cũng tương tự, nó cũng bấm được cốt lớn. Nhưng mà con này thì nó bấm được 3 cái cốt thôi ha. 5.5 nè. À, 8 và 14 ly ha. Đó, của thằng Luster hiệu tâm hồng nên em. Đó, con này thì còn đẹp nha, nó bấm được 3 cố thôi nhưng mà khá là ok nha mọi người. Đó, hãng Luster thì một hãng dụng cụ khá là nổi tiếng. Đó, đây AK18 nha mọi người, loại này là AK18 của Luster. Đó, lò xo thì hoạt động là ngon lành nha mọi người. Đó, 3 cốt này, 5.5, 8 và 14. Và cái cốt của mình thì nó thiết kế như thế này nha. Đó, còn khá là đẹp. Rồi, con này thì tổng chiều dài của mình á, mình đo được là 28cm. Và nếu như là mình thích cái kỳ bấm cốt này ha, thì mọi người chú giúp em mã số của mình 37-9 ha. Mã số 9 này 250.000. Rồi tiếp theo mình đi qua mã số 10. Mã số 10 của mình là một cái cảo nha em. Cây này thì còn đẹp nha, nước xi rồi nên mình thấy này. Đó, nó còn khá là đẹp nha mọi người. Đó, đây còn đẹp, còn sáng trưng hết ha. Đó, nước xi rồi nên mình thấy ha, quá là đẹp luôn. Cái này thì nó đến từ thương hiệu là nhà Bakuma. Bakuma là hiệu con gấu đó anh em. Chiều dài của mình là 250 x 80. Đó, hoạt động là trơn tru, cắn bằng gỗ. Đó, môi ngàm nó cũng đẹp hết nha anh em, 250 x 80. Rồi, anh em nào mà thích cây cảo ép này, mọi người cho giúp em mã số 10 nha. Con này 180.000. Rồi, mã số 11 thì tương tự. Con này thì nó dài hơn nha anh em. Kích thước của mình là 300 x 80 lần. Nhưng mà nguyên ngoại hình thì nó không có đẹp bằng cái con của thằng Bakuma. Con này thì đến từ thương hiệu là nhà Gunzagua nha anh em. Đó, Gunzagua cũng căng gỗ luôn. Đó, chung là hoạt động là bình thường, tuy nhiên thì nó có những cái vết trầy, những cái vết tróc xi, không có bằng con kia ha. Đó, nhưng mà anh em mình sử dụng thì rất là ngon, tại vì con này kích thước của mình nó sẽ lớn hơn, nó dài hơn ha. 300 x 80. Rồi thì con này giá của mình là cũng là 180.000 nha mọi người, mã số 11 ha. Mã số 11 180.000. Rồi, mình qua mã số 12. Mã số 12 thì em thắng giới thiệu cho mọi người một chiếc sủi nha. Đó, một chiếc sủi của nhà Scapper. Đó, thì con này size của mình là 300mm nha mọi người. Đó, size 300mm. Đó, cán đóng. Đó, còn khá là đẹp nha mọi người. Đó, Scapper KDS ha. Con này thì cái chiều dài tổng thể của mình á, mình đo được là 31cm. Đó, đây, pha 1cm, hai ốc nha, hai ốc hai bên. Đó,
Rồi anh em nào mình thích chiếc sủi này, mọi người cho giúp em mã số 12 37 gạch 12 ha, con này 180.000. Rồi tiếp theo mình đi qua mã số 13. Mã số 13 của mình là một cái thước thủy nha anh em, một cái thước thủy của nhà Rickit của Mỹ nha. Đây made in USA. Đó, con này thì đây cái phần này là cái phần 500 nha anh em. Đó nó tự trường nó hết này, nãy nó hết ba vớ đó ha. Đó, bằng nhôm. Từ bên trong bằng nhựa. Đó ba ống thủy. Hàng của Mỹ nha. Made in USA. Thì con này cái chiều dài tổng thể của mình á, mình đo được là 23 cm nha mọi người, 23 cm. Rồi nếu anh em nào mình thích cái thước thủy này của Mỹ ha, made in USA, mọi người chốt giúp em mã số 37-13. Mã số 13 này của mình 200.000 ha. Rồi tiếp theo mã số 14. Mã số 14 thì em Thắng giới thiệu với mọi người một cái cặp cảo nha, một cái cặp cảo bướm. Cặp này thì bằng đồng nha anh em. Đó nó bằng đồng, cho nên mình có thể mình sưu tầm đồ đồng của Nhật ha, của hãng HS ha. HS đó, hai con này giống nhau cho nên một cặp. Đó. Rồi về chi tiết thì con này cái đường kính của mình á, đường kính của mình là 5 ly nha anh em. Đó, đường kính của mình là 5 ly, đường kính vuông. Đó 5 ly nha. Còn tổng chiều dài. Dài được 30 cm. Đó tổng chiều dài này được dài được 30 cm. Đó. Rồi, nếu mà anh em nào mình thích cái cặp cổ bướm bằng đồng này, mọi người cho giúp em cặp này mã số 14 nha, 37-14, cặp này 300.000. Rồi tiếp theo mã số 15, một cái khóa của Esco. Cái này thì 1/4 và bên này là 5/16 nha mọi người. 5/16 thì nó tương đương với là 8 ly đó. Đó, tương đương với 8 ly ha. Của Esco và hai đầu của mình là vuông như thế này nha. Đó, vuông như thế này. Đó, đồng là bình thường ngon lành nha anh em. Đó, nhỏ còn đang làm bằng tay. Một chiếc khóa của hãng Esco. Đó, 1/4 và 5/16 tương đương với là 8 ly đó. Rồi với là 6.35. Anh em nào mình thích chiếc khóa này, mọi người cho giúp em mã số 15, 37-15 nha, con này 100.000 ha, 100.000. Rồi, tiếp theo mã số 16. Mã số 16 thì em Thắng giới thiệu với mọi người một cái mẫu lít ngang của Sơn Kỳ. Đó, con này thì ngoại hình nó còn khá là đẹp nha anh em, nước xi này, nước sơn này. À, nước xi nó còn khá là đẹp nha, không có bị tróc. Đó, Japan. Đó, môi ngàm này người ta sử dụng nước qua thôi nha anh em, nhưng cũng còn rất là khít đẹp nha. Đó, của hãng Sơn Kỳ. Chiều dài 280 và cái độ mở ngàm của mình là được 72 ly. Đó, hoạt động nó trơn tru anh em mình yên tâm về sử dụng nha. Đó. Rồi, anh em nào mà thích cái cây mẫu lít ngang này, mọi người cho giúp em mã số 16 nha. 37-16, con này 230. Rồi, mã số 17 tương tự anh em, hai con này giống nhau. Đó. Còn đẹp hết nha anh em. Đó đây, môi ngàm người ta sử dụng lướt qua nó hơi bị loe tí thôi chứ nó không bị loe nhiều ha. Đó. Đây. Size 280 luôn nha, cuộn sân cay luôn. Hai con giống nhau nha anh em. Đó. Thì anh em mình thích cái mã nào thì mình chốt cái mã đó. Đây, môi ngàm đồ nói chung là người ta sử dụng lướt rồi ha. Chiều dài là 280 luôn nha anh em, cùng một kích cỡ và cùng một giá tiền luôn. Con này cũng 230, mã số 17 ha. Mã số 17 230. Rồi tiếp theo mã số 18, một cái búa hai đầu nhựa nha anh em. Đó, một cái búa hai đầu nhựa của UH. Đây, thương hiệu UH nha. Đó, đây. Thì người ta đã có qua sử dụng nha anh em. Đó, người ta đã có qua sử dụng ha. Đó, hai đầu búa này. Đó. Con này thì cái đường kính của mình á tầm khoảng là 33 ha, 33 ly. 34.5 chứ. Đó, 34.5 ly ha. Tổng trọng lượng của cái búa hai đầu nhựa này nó nặng là 350 g, nặng 350 g nha. Cán của mình là cán gỗ và chiều dài tổng thể của mình là 30 cm. Rồi con này mã số 18 nha, 37-18, con này 150.000. Rồi tiếp theo mình đi qua mã số 19. Mã số 19 của mình là một cái búa đinh. Cái này thì size nó cũng bự nha anh em. Đó, đây chữ đó là anh em, chung là tem nó hơi bị bay tí ha, tại vì mình chung là hàng bãi. Đó, chữ Nhật nha anh em. Đó, đây đầu bãi đinh. Đó, rồi đầu này là đầu đóng đinh ha, văn sập caro chống trượt. Mười tám nha mọi người, 37-18, 150.000. Rồi tiếp theo mã số 20. Sorry mọi người, em
bóc nhầm ha. Rồi thì con này đây, cái phần cán của nó đây anh em, đó là lạnh nha. Đó. Đây vỏ này không có chạy nha, cứng cáp nha anh em. Đó, cứng cáp. Đây là phần chữ nhật của nó ha. Đó. Con này thì tổng trọng lượng của mình á, mình cân được là 710g nha, 710g. Rồi, anh em nào mình thích cái búa đinh này, mọi người cho giúp em mã số 19 nha, con này 230. Rồi, tiếp theo mã số 20. Một cái búa tạ mới chưa sử dụng nha anh em. Đây, còn luôn những cái phần văn keo này nè. Cái này thì nó chưa sử dụng. Đó, cho nên mình thích một cái búa đẹp ha, nguyên thủy. Thì cái này nó nặng tới 1,5 kg nha anh em. Đây, nó nặng 1,5 kg của nhà Mitsuki. Đây, logo của nó ha. Và bên này ha, Mitsuki Uzozumi nha. Đó. Một cái búa tạ nha, cái này thì tổng trọng lượng của mình là 1,5 kg, đầu búa là 1,4 kg. Đó. Thằng chưa sử dụng nha anh em. Con này đây, đường kính là 4 phân ha, 4 phân. Tổng chiều dài 30 cm. Rồi, anh em nào mình thích cái búa tạ này, mọi người cho giúp em mã số 20 nha. Con này 350, hàng chưa sử dụng nha anh em, 350.000 mã số 20. Rồi, mã số 21 thì cái này là cái búa hàng bãi. Đó. Đây. Của OH. Đó, cái này của OH nha. Đây, búa của OH nha anh em. Cái này thì đầu búa nó nặng 1,5 kg. Tính luôn phần cán á thì nó nặng là 1,2 kg. 1,1 kg ha. Đầu búa của mình 1,1 kg, tính luôn phần cán 1,2 kg nha. Rồi, cái búa này thì hàng bãi thì người ta đã có con sử dụng. Đường kính đầu đóng búa của mình là tầm khoảng là gần 4 ly luôn, gần 4 sen luôn ha. 3 sen 9. Đó, đây. Đầu búa tạ ha. Bắt giác luôn nha anh em. Rồi, anh em nào mình thích cái búa tạ hàng bãi này của OH, mọi người cho giúp em mã số 21 nha, con này 230. Rồi, tiếp theo mã số 22. Thì em thắng giới thiệu cho mọi người một cái cây mỏ lít răng của thằng Lotter, hiệu Tâm Hầm. Đó, da ben ha. Đó, size của mình là 350, thì cái chiều dài của mình là 35 cm. Đó. Đây, hoạt động trơn tru nha anh em. Con này thì cái độ mới ngâm của mình á, mình đo được là tầm khoảng là 7 cm. Đó, 7 cm nha. Đó, ra ngâm nó còn đẹp hết nha anh em. Của hãng Lotter hiệu Tâm Hầm. Rồi, nếu mà anh em nào mình thích cái cây mỏ lít răng này cũng là Lotter hiệu Tâm Hầm ha. Đây, lò xo đồ nhắn nhã đồ ok hết nha anh em. Đó. Thì mọi người chơi giúp em mã số con này nha. 37-22 nha mọi người. Mã số 22 này của mình ha. 320.000. Rồi, tiếp theo mã số 23. Một cây mỏ lít size nhỏ hơn, size 300 mm ha, của Lotter luôn. Đó, hiệu Tâm Hầm đó nha anh em. Đó. Tâm Hầm một hãng rất là xịn sò luôn, Lotter. Đó, da ben nha. Đó. Đây. Đó. Đồng ngàm. Đây, lò xo rồi. Nhắn nhã là ngon lành hết nha anh em. Rồi, con này thì cái độ mới ngâm của mình tương đương nó sẽ nhỏ hơn con kia ha. Độ mới ngâm con này thì nó được là 5,5 phân. Đó, 55 ly ha. Đó, rồi, răng ngâm. Con đẹp nha anh em. Đó, răng ngâm còn rất là đẹp ha. Đó. Rồi, anh em nào mà thích cái con size 300 này ha. Size 300 của Lotter. Đó. Thì mọi người cho giúp em. Con này 230 nha, mã số 23, 230.000. Rồi, mã số 24. Thì em thắng giới thiệu cho mọi người một cái con đội hai tầng, con đội này đội hai tầng nha. Đó. Thì hôm trước có một con ra đi rồi, thì hôm nay em nhập được một con nữa. Đó, hai tầng nha anh em. Đây, đó, lên này hai tầng nha. Đó, cái này để cho anh em mình về mình kích gầm xe hơi hoặc là mình chế mình độ gì đó ha. Đó, thì cái này thì cái tải trọng của mình là được 700 kg, đó 0.7 tấn nè anh em. Đó, của hãng Asin Japan nha. Đó. Rồi, anh em nào mà thích cái con đội này thì mọi người cho giúp em 37-24, mã số 24 này của mình 350.000. Rồi, tiếp theo mã số 25. Thì con này thì loại này bình thường nè. Đó. Loại con đội 6 nè, đội chữ A nè. Đó. Đây, đó. Lên xuống nó bình thường nha. Con này thì nó đến từ công ty Riken Kaki. Đó, con này thì cái tải trọng của mình được 850 kg ha. Đó. Rồi, anh em nào mình thích con đội này, mọi người cho giúp em
Mã số 25, con này 250. Rồi mã số 26 anh em, một cái cây kìm các nẹp ha. Đó. Các nẹp, các điện cũng được anh em. Đây. Đó. Cái lưỡi nó bán lắm anh em, cái lưỡi này của Mary, con này của Mary nha. Đó, Mary nha anh em. Đó. Đây, Mary SX10. Dòng này chuyên các nẹp. Con này thì tổng chiều dài của mình á, mình đo được là 22 cm, phần lưỡi sử dụng của mình tầm khoảng là 6 cm. Rồi anh em nào mà thích cái cây cách đẹp này, mọi người cho giúp em mã số 26 nha, 37 gạch 26, con này 200.000. Rồi mã số 27 của mình là một cái cẩu Sunkey. Đó, con này thì nó nặng 2 kg anh em. Đó, con này nó nặng 2 kg nha, của thằng Sunkey này. Ngàm của mình là ngàm 100. Đó, thì cái độ kẹp của mình là 100 này. Đó, nó thiết kế theo cái chữ C vậy ha. Đây, cái phần này mình đo ra là được tầm 10 cm nha anh em. Đó, 10 cm. Còn cái phần này thì mình kẹp cũng là 10 cm luôn. Đó. Đây, có Sunkey. Đó, con này thì nó còn mới căng rồi nha anh em. Đây, để bãi này nọ thì nó có những vết vàng vàng thôi. Con này thì gần như là nó chưa có sử dụng. Đó, nên mình có thể mua về mình sưu tầm nha. Đó, Sunkey. Đó. Nặng 2 kg nha anh em. Nặng 2 kg. Rồi, con này giá của mình 280 nha. 280.000, mã số 27 ha. 27 280.000. Rồi mã 28, một cây cưa mới chưa sử dụng anh em, Somat này. Con này thì hàng kho mới về ha. Đó, đây còn nguyên zin luôn anh em, đó, bao bì này. Đó, thì cái này thì anh em mình có thể mình cưa sắt này, cưa ống, cưa nhựa rồi cưa cây cũng được luôn anh em. Đó, đây là cái phần chi tiết răng của mình này, còn đây là cái phần hướng dẫn sử dụng, anh em mình có thể dùng Google để mình dịch ra. Đó, đó còn nguyên zin ha. Đó, hàng mới chưa sử dụng. Một cái cưa của Somat nha anh em. Đó, Somat là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng nha. Đó, Somat. Rồi con này thì cái chiều dài lưỡi sử dụng của mình á là tầm khoảng là 20 cm, 20-21 cm ha. Còn cái lưỡi Gesa cua này của mình á, thì người ta vẫn bán bên trên thị trường nha anh em. Đó, hàng của Somat. Rồi con này thì hàng mới chưa sử dụng. Anh em nào mình thích cây cưa này ha, thì hàng này nhập kho nên là cũng còn được vài chiếc thôi nha anh em. Đó, con này mã số của mình, mã số 28 nha, 37 gạch 28, con này 180.000 ha. Rồi tiếp theo mã số 29, mã số 29 của mình là một cây cưa lá hạ, một cây cưa lách ha. Đây, sản xuất tại Nhật nha anh em. Đó, đây ba chữ nội địa của nó này, sản xuất tại Nhật. Và bên này thì đó, anh em cũng đã thấy rồi. Đó, đây ba chữ này sản xuất tại Nhật ở dưới này anh em. Con này thì chiều dài lưỡi sử dụng của mình á là 120 mm. Đó, và con này thì cũng chưa sử dụng luôn nha anh em. Đây, em mình thích cái hàng mới ha. Đó, chưa sử dụng luôn. Mà con này thì em nhập theo cái diện là hàng bãi. Đó, hàng bãi nên là cái giá nó sẽ thấp hơn so với cái hàng kho. Thì tình trạng như nhau thôi, nó chưa sử dụng nha anh em. Lưỡi dài một tắc hai. Đó, lưỡi xanh lè xanh lét luôn ha. Đó, răng cưa. Rồi, nếu mà anh em nào mình thích cái cưa này ha, thì mọi người chú giúp em mã số 29, con này 120.000 ha. Mã số 29 120. Rồi mã số 30, một chiếc chìa khóa của KTC mới chưa sử dụng. Cái khóa này là 26 và 32 nha anh em. 26 và 32 của KTC này. Đó. KTC. Đó, mới căng nha anh em. Đó. Đây, 32 này. Đó. 26 cái này anh em mình sưu tầm đẹp nha anh em, tại vì nó chưa sử dụng. 26 và 32 cái khóa lớn của KTC. Thì con nào là hai chìa khóa đầu miệng hết cho anh em. Đó, chiều dài của mình là 27 cm. Rồi con này giá của mình 150 nha anh em. 150.000, mã số 30 nha. Đó, mã số 30 150.000. Rồi mã số 31, một cái cần tự động cho anh em mình sử dụng này. Cái này thì ngoại hình nó bị doxy tí. Đây, của nhà Mitoloy nè, hàng sản xuất nội địa Nhật này. Đó. Đây, ốc vít đồ còn ngon lành hết nha anh em, nó bị doxy thôi. Đó, chứ còn cái này là hoạt động ngon lành nha. Đó. Anh em mình việc sử dụng rất là ngon. Tuy cái ngoài hình nó xấu xí ha. Rồi thì nó là cái cần tự động 1/2, cần tự động 1/2 nha. Rồi thì nó xấu thì cái giá nó sẽ mềm. Con này giá của mình 180.000 nha. À, 180.000, mã số của mình là mã số 31 nha anh em. 37 gạch 31, 108. Rồi mã số 32 tương tự, cái này thì 1/2 luôn, cũng 108, một cái cần tiếp dài nha. Đó, thì ngoại hình nó cũng có vài cái vết cắn thôi, chứ còn con này thì ngoại hình nó còn đẹp nha anh em. Đó, nó và nó đến từ thương hiệu là hãng Tone nha. Hãng Tone, sản xuất nội địa Nhật Japan nè. Đó. Đây, đẹp ha, 1/2 nha, đầu lốc lách. Đó.
Và con này thì nó dài nha anh em, tổng chiều dài của con này á nó dài được là 38 cm lận ha. Đó, nó dài được là 38 cm. Rồi nếu mà anh em nào mà thích cái cần tiếp này, mọi người cho giúp em mã số 32 nha. Đó, mã số 32 con này 108. Rồi tiếp theo mã số 33. Mã số 33 thì em Thắng giới thiệu cho mọi người một cái cần tự động cho anh em sưu tầm này. Cái này thì nó thiết kế như thế nào nha anh em. Đó, đầu nó thì nó còn rất là đẹp. Đây bên trong thì như nào nha, nó hình vuông vuông như thế nào nha anh em. Đó, đây áp vít mới càng nè, của Tone nha anh em. Đó. Thì cái này là 12.7 cũng là 1/2 nha. Cái này chắc cho anh em mình dùng chuyên ngành này, hoặc là mình có cái đầu nối mình sử dụng. Đó. Rồi con này thì tổng chiều dài của mình á, mình đo được là 27 cm nha mọi người, 27 cm. Rồi anh em nào mà thích cái cần 1/2 này ha. Đó, thì mọi người cho giúp em. Con này mã số 33 nha, 208, nó nước si nước ram còn đẹp nha anh em. Đó. Tone Japan. Áp phích đồng mới căng nha. Đó. Mã số 33, 37 gạch 33 nha, 208. Rồi tiếp theo mã số 34. 180.000, một bộ gồm có hai cái mũi khoan, một cái mũi khoan gỗ ha, hai cái mũi khoan gỗ. Đó, thì một con là mũi 22 ly và một con là mũi 54 ly. Đó, cái con khoan này tới 54 nha anh em. Đó, còn con này là 22 ly. Đó, đây còn phụ hộ cho anh em luôn. Đó, của chai mát nha, của chai mát. Đó. Đây, đó, để lâu ngày bên trong trong hộp đây ha. Hai mũi nha anh em. Đó, anh em không? Hai mũi. Đó thì đây cái đầu của nó là đầu bán như thế này nha anh em. Đây em lấy ra cho mọi người xem. Đó, chui bán của nó ha. Anh em mình có thể kẹp tròn được. Đó. Còn cái này thì kẹp tròn, kẹp chui lục giác cũng được anh em. Đó. Rồi, thì cái bộ combo gồm hai cái mũi mũi phát này ha. Giá của mình là 108, mã số 34 nha, 37 gạch 34. Rồi tiếp theo mã số 35. Rồi, tiếp theo mã số 35. Thì em Thắng giới thiệu cho mọi người một chiếc chìa khóa con Aigo nha. Đó, chiếc chìa khóa này lớn nha anh em, số lớn 22 và số 24 của thương hiệu nhà Aigo này, hàng giao dịch nội địa Nhật ha. Đó, Japan, thép CRM nha anh em, chromoly thép CRM cũng là một xếp cứng nha. Rồi về ngoại hình con này thì nó cũng còn khá là mới nha anh em, tuy nhiên mình để bãi nó sẽ có những vết vàng vàng bên trong thôi. Chứ còn con này thì nói chung là nó còn khá là mới. Đó, nước xi đồ nguyên vẹn hết nha, không bị tróc nha mọi người. Con này thì nó bự là cái chiều dài của mình á, nó dài lên đến là 37 cm nha anh em, chiều dài của nó lên đến là 37 cm. Rồi anh em nào mình thích cái chiều khóa Aigo này, hai đầu vòng 22 và 24 ha. Đó, thì mọi người cho giúp em mã số 35 nha. Con này 150.000 nha mọi người. Mã số 35 150.000. Rồi mã số 36 thì con này là của hãng Petun. Đó, một cái hãng cũng hàng nội địa Nhật nên anh em. Đây, xeo xích nội địa Nhật này. Đó. Và bên này thì nó sẽ có Japan này. Đó, con này thì thép alloy luôn nha anh em, thép cứng luôn ha. Đó, thép alloy. Thì hai cái đầu của mình á là đầu 19 này và đầu 21. Đó, nước xi của mình nó khá là sáng bóng nha mọi người và cũng còn khá là mới. Đó. Đây, hai đầu vòng. Đó, những cây khóa của Nhật, thép alloy thì anh em mình biết rồi, chất lượng nó rất là trâu bò luôn. Con này thì chiều dài của mình á nó dài được là 33 cm. Nó dài được 33 cm nha. Rồi. Con này mã số của mình là mã số 36 nha mọi người, 130.000. Rồi tương tự, con này cũng khóa 19 21 luôn nha anh em. Con này thì của Aigo này. Đó anh em nào mình lại mình chốt Aigo rồi thì mình có thể chốt con này luôn. Đó, một cặp luôn của Aigo nha, hàng xuất nội địa Nhật này. Thép CRM Japan. 19 21 luôn nha anh em. Đó, còn mới căng ha. Đó. Đây. 19 21. Rồi con Aigo này thì cái chiều dài của mình á mình đo được là cũng là 32.5 nha, 32.5 cm. Rồi, anh em nào mình thích chiếc chìa khóa hai đầu vòng này của Aigo 1921 thì mọi người cho giúp em mã số của mình. 37 gạch 37 nha, mã số 37 này của mình 130.000. Rồi, tiếp theo mã số 38. Con này thì một cái số thông thuộc nè anh em, 17 và 19 nha. Đó, 17 19 thép alloy steel Japan thì con này có Betun nha. Đó, con này của Betun này, hàng xuất xứ nội địa Nhật, 17-19. Rồi, đầu vòng miệng nó còn đẹp nha anh em. Đó, gần như là chưa có sử dụng. Đó, nhưng mình để bãi này nọ thì nó cũng có cái vòng bong tróc xi tí này. Đó.
Rồi anh em là mình thích cái khóa này ha, của thằng Betun thép alloy steel của Nhật luôn ha, Japan. Mọi người chơi giúp em. Đó, chỉ giá 30 sen nha. Mã số của con này 37-38 ha. Mã số 38 này của mình 120. Rồi mã số 39. Con này thì chiếc chìa khóa 14-17 nha. Đó 14-17 này của Aigo. À, đây thì hôm nay của Aigo với Betun nhiều nha anh em. Đó Aigo này giao dịch nội địa Nhật ha. Thép Ceramo Japan. Đó 14-17. Đây nước xi đồ còn đẹp nha anh em. Đó đồng 17 này. Đây đồng 14. Đó còn mới nha anh em. Còn mới. Con này thì cái chiều dài của mình á, mình đo được là 25 cm. 25 cm ha. Rồi anh em nào mình thích cái khóa 14-17 này của Aigo, mọi người chơi giúp em. Mã số 39 nha. Con này 120. Rồi tiếp theo 13-11 ha. Của thằng Betun. Đây. Giao dịch nội địa Nhật ha, mới nha anh em. Đó không bong tróc thiệt ha. Đó 11 và 13. Thép alloy teo nha, Japan. Đó. Đó. Đẹp nha anh em. Thì cái con này á chiều dài của mình á nó dài được là 22.5 cm. Rồi anh em nằm thích cái khóa 11 13 này của Betun, mọi người chơi giúp em. 37-40 nha. Mã số 40 này của mình 100.000. Rồi mã số 41. Đó cây này thì 10 và 12. Đó của Betun luôn nha anh em. Đó Betun nè, alloy steel nha, Japan. Đó còn mới nha anh em. Đó mới canh ha. Đó của Betun. Đó nên trong hàng bãi thì nó sẽ có những vết vàng vàng anh em, bên trong xế. Rồi con này khóa 10 và 12 nha. Nếu anh em nào muốn thích cái khóa này của Betun, mọi người chơi giúp em. Mã số 41 nha. Con này 100.000. Rồi tiếp theo mã số 42. Con này thì 10 và 13. À, của thằng Super. Con này đến hơi cũ cũ tí nha anh em. Đó đây bên trong này anh em ha. Đó 10 13 nha, mà con này thì dùng ngon nha. Đó đầu đồ cũng đẹp nha anh em. Nó có những cái vết oxy hóa. Đó của Super Japan nha. Đó Super Japan. Đó giao dịch nội địa Nhật 10-13 nha, khóa 10-13. Con này thì cái chiều dài của mình á mình đo được là 20 cm. 20 cm ha. Rồi nếu mà nên là mình thích chiếc chìa khóa 10-13 này ha của thằng Super thì mọi người chốt giúp em. Con này mã số 42 nha, con này 80.000. Rồi mã số 43, cái này thì 10 và 12 của Tone. Đó, cái này 10 12 của Tone nha, cái này thì nó còn đẹp nha anh em. Đó. Đây, 10 12 của Tone nha, nước sơn, nước xi được còn nguyên vẹn hết nha. 10 12 của Tone. Đó, Japan nha, sản xuất nội địa Nhật. Rồi anh em nào mà thích cái khóa 10 12 này của Tone ha. Thì mọi người chốt giúp em. Mã số 43 nha, con này 100.000. Rồi mã số 44, con này thì ngắn nha anh em, nhỏ gọn xinh xắn cho anh em sưu tầm. À, của Tone luôn. Con này hai đầu của mình là khóa 8 và khóa 9 nha. 8 và 9 của Tone này. Japan. Con này thì nó ngắn nha anh em, ngắn xíu à. Nó dài được là 11 cm thôi nha anh em. Đó 11 cm thôi, rất là ngắn nha. Rồi, anh em nào mà thích con khóa này mà về mình sử dụng một sưu tầm á, con Tone nha, thằng của Nhật thì mọi người chốt giúp em. Con này mã số 44 nha mọi người, mã số 44, con này 80.000. Rồi mã số cuối cùng. Rồi một cái khóa con Tone luôn nha anh em. Cái khóa này là khóa 11. Đó, đầu miệng 11 ha, và cái đầu điếu nó cũng 11. Cái đầu điếu nào thì mình có thể mình lát được ha. Đó, ra mình có thể gặp được. Đó. Cái đầu điếu 11 ha. Của thằng Tone luôn, Japan nha anh em, khóa 11 ha. Rồi, anh em nào mà thích cây chìa khóa này, mọi người chú giúp em mã số của mình. Mã số 45 nha, con này 100.000. Rồi, thì hôm anh em thắng lên được 45 mã, anh em mình xem có mã nào phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966924801 nha mọi người. Rồi em thắng, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người có một ngày mới thật là tốt lành ha.